Giá lúa gạo hôm nay 6, 10, 2023, giá gạo giảm nhẹ theo đó, tại khu vực An Giang, giá lúa tươi IR 50.404 dao động trong khoảng 7.800, 7.900 đồng 1kg, lúa OM 5.451 dao động 7.700, 8.000 đồng 1kg, lúa OM 18 ở mức 8.000, 8.100 đồng 1kg, đài thơm 8 tươi 7.800, 8.100 đồng 1kg. Nàng hoa chính giá 8.200, 8.400 đồng 1 kg, lúa nhật ổn định 7.800, 8.000 đồng 1 kg, nàng nhen, khô, 15.000 đồng 1 kg. Với lúa nếp, nếp An Giang, khô, ở mức 9.000, 9.200 đồng 1 kg, nếp Long An, khô, còn 9.100, 9.200 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm quay đầu giảm nhẹ. Theo đó, hiện giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mức 12.100, 12.150 đồng 1 kg, giảm 50 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 dao động quanh mức 14.100, 14.150 đồng 1 kg, giảm 50 đồng 1 kg với mặt hàng phụ phẩm. Giá phụ phẩm hôm nay duy trì ổn định. Theo đó, hiện giá tấm IR504 duy trì ở mức 12.000, 12.100 đồng 1 kg giá cám khô ở mức 6.800, 6.900 đồng 1 kg tại các chợ lẻ, giá gạo tẻ thường ở mức 12.000, 14.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 23.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài 18.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm jasmine 15.500. 17.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 19.500 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 19.000 đồng 1 kg

Ure Ino hạt đục, 280.000, 520.000 đồng một bao. Ure Malay hạt đục, 390.000, 790.000 đồng một bao. Ure Brunei hạt đục, 420.000, 750.000 đồng một bao. 2. Phân giáp. Hồng Hà, 950.000, 970.000 đồng một bao. Đình Vũ, 600.000, 830.000 đồng một bao. Đức Giang, 900.000.

900 000 100 000 đồng, bao, bình điền, 100 000 000 000 1 triệu 050 000 đồng một bao. Sông danh, 1 triệu 050 000, 1 triệu 100 000 đồng một bao. 6. Phân NDK 20, 20, 15, te. Bình điền, 1 triệu 050 000, 1 triệu 100 000 đồng một bao. 7. Phân lân. Lân Long Thành, 220 000 đồng.